Report. Okay, so now. Wait for me, please. Share screen. Share. Okay, can you see my screen now, everybody? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes, Yeah. okay. Yes. Our topic that we are going to present is about food, right? It's about food, right, guys? Yes. 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 Thì cô xin tự giới thiệu, cô tên là Hạ Uyên, Miss Kaylin, và cô được phân nhiệm vụ là sẽ hỗ trợ các con trong cái việc thuyết trình về chủ đề food ha. Thì như các con biết là với thời gian mà giới hạn của một người thuyết trình đó, đối với người beginner có nghĩa là người mới bắt đầu thì từ 2 đến 3 phút, còn người có trình độ cao hơn một chút thì sẽ từ 3 đến 5 phút. Phần chuẩn bị thì đầu tiên các con phải có một cái outline trước để nói về các ý, soạn thảo ra các ý trước. Thì hôm nay thì cái chủ đề mà cô gợi ý cho các con là về riêng riêng về fruit, nhưng mà không phải là nói hết tất cả những cái loại trái cây mà chỉ nói riêng về một loại thôi, đó là quả sầu riêng, và nó được mệnh danh là King of Fruits. Các con đã bao giờ nghe tới cái tên King of Fruit chưa? Lala, do you know King of Fruit? Con có bao giờ nghe durian là king of fruit chưa? Vua của các loại trái cây chưa? No. No. Thì cô muốn chuyển khai thác cái quả durian này thôi, chứ không đi hết tất cả các loại trái cây thì nó sẽ khó cho mấy bạn. Thì đầu tiên là mình sẽ lược ra những cái ý chính để nói về cái chủ đề này. Thì đầu tiên nó là outline ha. Còn cái visual aid này á thì các bạn hiểu nó như kiểu là cái phương tiện để mà truyền tải hoặc là đi vào cái nội dung đó bằng cách nào. Ví dụ như là các bạn có thể đưa ra một cái video về quả sầu riêng, hay là đưa cho người nghe những cái bức ảnh về quả sầu riêng ha, hoặc là có thể vẽ một cái mind map chẳng hạn ha. Thì ở đây cái outline của cô đưa ra một cái sườn outline cho một cái bài thuyết trình hoàn chỉnh thì nó có 3 phần. Phần thứ nhất là introduction, phần thứ hai là body, và phần thứ ba là conclusion. Và trong cái phần giới thiệu này thì các con đầu tiên phải chào hỏi rồi. Thì chào hỏi thì như nãy các con cũng vừa mới chào hỏi với các bạn đó, thì giới thiệu tôi tên gì, mấy tuổi, sống ở đâu, và sau đó là sẽ giới thiệu vào cái topic luôn. Có thể là giới thiệu trực tiếp hoặc là giới thiệu gián tiếp. Thì phần body sẽ giới hạn là có hai ý ha. Giới hạn một phần thân bài thì chỉ lấy hai ý thôi, không lấy nhiều, có nghĩa là hai luận điểm á. Rồi còn phần cuối cùng là phần kết luận. Trong phần kết luận này thì các con sẽ tóm tắt lại hai cái ý mà các con vừa nói, sau đó là nêu cảm nhận về cái topic này, và cuối cùng là lời cảm ơn. Thì bây giờ để dễ hơn thì cô sẽ đi vào từng phần ha. Từng phần thì bây giờ cô đi vào phần thứ nhất là phần giới thiệu nè, phần mở đầu nè. Các bạn chú ý nha. Phần giới thiệu thì một bạn nhắc lại cho cô thử là hồi nãy cô nói là trong phần giới thiệu, phần mở đầu thì có gồm gồm có những phần gì không? Hoài Trang ơi, trong phần giới thiệu thì gồm có những gì con? Greetings, Con nói sale bằng tiếng Việt luôn đi, con nói bằng tiếng Việt luôn đi. Greeting có nghĩa là gì con? là có cần giới thiệu bản thân. Ừ đúng rồi, chính xác. À, Đầu tiên chào. là con chào hỏi trước nè. Greetings có nghĩa là chào hỏi. Con có thể nói là hello, good morning everybody, or ladies and gentlemen. Tôi tên là ha, và sau đó là giới thiệu bản thân, tôi sống ở đâu, tôi bao nhiêu tuổi, và topic introduction có nghĩa là gì con? Nghĩa là cái chủ đề. Con giới thiệu về chủ đề, mình có thể giới thiệu
trực tiếp hoặc là gián tiếp qua một cái gì đó ha. Thay vì mình nói là hôm nay tôi sẽ giới thiệu về một cái loại quả đặc biệt là sầu riêng, thì mình có thể giới thiệu nó một cách gián tiếp bằng cách là mình đưa một cái video hoặc là mình show một cái bức hình nào đó, hoặc là các con có thể hỏi luôn khán giả là các bạn có biết vua của các loại trái cây là gì không? Thì khán giả người ta sẽ trả lời, sau đó là con sẽ mượn câu trả lời của người ta để con dẫn vào cái bài thuyết trình của con luôn ha. Thì đây cô có ghi một cái mẫu form mẫu sẵn cho các con, thì các con có thể dựa vào đây để chọn một trong những cái cách này để mình giới thiệu cho cái bài thuyết trình của mình. Các con có thể say là good morning everybody, good afternoon, good evening everybody. Hoặc có thể là hello, hi everyone, everybody, ladies and gentlemen. Thì đầu tiên tất cả các bài thuyết trình đều có cái phần gọi là greetings ha. Và tiếp theo là phần giới thiệu bản thân nè. Phần này thì chắc các bạn không có xa lạ gì nữa ha. Đầu tiên là giới thiệu tên, my name is, you can call me, I am, hoặc là currently I am, bao nhiêu tuổi, I'm living in, hoặc là my hometown is. Và đặc biệt là cô xin nhắc các bạn một chỗ là các bạn nên có cái phần này là mình giới thiệu là mình đã học ở bố mẹ yêu con BMYC được bao nhiêu năm rồi, hoặc là bao nhiêu tháng rồi, và các con đã thay đổi những gì sau khoảng thời gian mà mình học ở đây, và các con muốn cảm ơn gì đó, cảm ơn, dành cái lời cảm ơn hoặc là cho sâu sắc cho một giáo viên nào đó mà đã dạy các con trong thời gian mà các con học ở đây ha. Thì phần này cô, đây là cái sườn, đây là những cái mẫu câu mà các con có thể dùng trong bài, trong cái phần giới thiệu. Còn phần C là các là cái phần giới thiệu về chủ đề, thì như nãy cô đã nói thì đây là cách giới thiệu một cách trực tiếp. Còn nếu gián tiếp thì các con có thể show hình, show video, hoặc là hỏi khán giả một câu hỏi nào đó. Thì một bạn ở đây có thể đọc cho cô cái phần làm cái này được không? Marshall, Huyền Anh con đọc cho cô nghe cái phần mẫu này được không? Đây là cái, bạn nên nhớ nha, đây là cái phần đầu tiên, phần introduction. Khi mà bước vào một cái bài thuyết trình thì các bạn phải intro, các bạn phải giới thiệu trước ha. Thì đây là cái mẫu mà cô viết cho cô thôi. Còn các bạn thì các bạn có thể dùng những cái mẫu này nè. Các bạn có thể dùng cái mẫu này nè. Hello, good morning, afternoon. Tùy các bạn nha, không cần phải đi theo cái mẫu này của cô này. Cái này là cô làm mẫu thôi nè. Còn những cái mẫu cô này nè, cô đã soạn cho các bạn, thì các bạn có thể lựa chọn những cái mẫu này và sử dụng cho qua thuyết trình của mình ha. Đây, self introduction, topic introduction. Rồi một bạn đọc cho cô nhân Marshall. Con đọc đi Marshall. Ladies and gentlemen, my name is Marshall. And I am 7 years old. I live in Hanoi City with my family. Very good. Family have 4 people. Is my younger brother, my dad. Marshall ơi, con đọc cái phần trong cái ô màu hồng này cho cô nè ha, để mình biết cái mẫu mà hôm đó nếu mà mình có thuyết trình về cái quả sầu riêng này á, thì con cũng tự tự theo cái mẫu này. Rồi con đọc tiếp today nè, today. Today is my very big honor honor to stand here and share with you my favorite topic. But first, can I ask you a question? Do you think the food where of day is very important.
important for our health? Yes, it is. Rồi, thank you, Marshall. Bây giờ bạn bạn nào đọc tiếp cho cô? Hoài Trang. Hoài Trang, con đọc tiếp cho cô từ chỗ sâu này đi. Sâu. So we should choose the good food to eat, right? And do you know fruits are very good for our bodies? One of the best and also my favorite fruit is durian. They are known as the king of fruits. That is also the topic I want to express today. With further ado, let's jump in. Rồi, very good. Trang, con đọc pronunciation có nghĩa là ngữ âm của con rất là tốt, nhưng mà cô góp ý cho con là ví dụ như những cái câu hỏi này nè là mình lên giọng ở cuối câu để người ta biết đó là câu hỏi. Ví dụ như là but first, can I ask you a question? Do you know, do you think the food we are eating is very important for our health? Yes, it is. So we should choose the good food to eat, right? And do you know fruits are very good for our bodies? One of the best and also my favorite foods is durian. Durian, they're known as the king of fruit. That is also the topic I want to express today. Without further ado, let's jump in. Cái câu này, các con có chỗ nào mà không hiểu cái từ nào không? Thì mình giơ tay hỏi cô nha. Có bạn nào không biết từ nào không? Quang Phúc ơi. Quang Phúc ơi, con có cái từ nào con không hiểu không? No. No. Ừ, vậy cô hỏi thử là con có biết cái cụm này có nghĩa là gì không? Without further ado, let's jump in nghĩa là gì không? No. Ừ, cái cụm từ này có nghĩa là không chần chừ gì nữa, hãy cùng bước vào chủ đề ngày hôm nay thôi. Ha. Bây giờ chắc là cô phải dịch cả cái đoạn này cho các bạn để các bạn hình dung cho dễ. Ladies and gentlemen, có nghĩa là gì Hoài Trang? Hoài Trang ơi. I don't know. Ladies and gentlemen, có nghĩa là kính thưa quý vị khán giả ha. Kính thưa quý vị khán giả, tôi tên là, tôi bao nhiêu tuổi, hiện tôi đang sống ở thành phố nào đó với gia đình của tôi. Hôm nay thật sự rất là vinh hạnh khi mà tôi được đứng đây và chia sẻ với các bạn về cái chủ đề yêu thích của tôi. Nhưng mà trước khi đi vào phần thuyết trình thì tôi có thể hỏi các bạn một câu hỏi được không? Đó, đây cũng là một cách để các bạn gián tiếp, các bạn giới thiệu cái topic của mình một cách gián tiếp thôi. Các bạn có thể đặt một câu hỏi, ví dụ như là can I ask you a question? But first, can I ask you a question? Do you think the food we are eating is very important for our health? Các bạn có nghĩ là các bạn có nghĩ rằng là cái đồ ăn mà chúng ta ăn á thì nó rất là quan trọng cho sức khỏe của chúng ta không? Mình tự trả lời luôn, mình không đợi khán giả hỏi, mình không đợi khán giả trả lời nữa, mà mình sẽ nói luôn là đúng vậy đó. Cho nên là chúng ta cần phải lựa chọn những đồ ăn thật tốt để ăn, đúng không nào? Và bạn có biết rằng là trái cây rất là tốt cho sức khỏe chúng ta không? Và một trong những cái loại thức ăn, loại trái cây tốt nhất mà cũng là cái loại trái cây yêu thích của tôi, đó chính là sầu riêng. Chúng được biết đến với cái tên là vua trái cây. Và đó cũng chính là cái chủ đề mà tôi muốn nói vào ngày hôm nay. Vậy thì không chần chờ gì nữa, hãy cùng bước vào chủ đề ngày hôm nay. Thì đây chỉ là một cái đoạn nhỏ nhỏ cô viết mẫu cho các bạn. Còn các bạn có thể sử dụng những cái mẫu câu này nè. Good morning, afternoon, good afternoon, good evening. Các bạn có thể say hello hoặc là ladies and gentlemen. Giới thiệu bản thân thì các bạn biết rồi ha.
Rồi, bây giờ tới phần body. Hồi nãy thì phần body. Body thì chúng ta sẽ có hai ý. Hai ý nha. Hai ý thì mình chỉ triển khai hai ý lớn thôi, thì có ý gì thì các con sẽ triển khai ra, nhưng mà các con nên có những cái từ nối, ví dụ như là first, đầu tiên, tôi muốn nói về, hoặc là bạn có biết rằng gì gì đó ha, hoặc là bây giờ đầu tiên tôi sẽ nói về một số cái sự thật hay ho về quả sầu riêng, thì các con có thể nói là I will start by telling you some interesting facts about the durian. Right? Thì đây. Phần idea các con có thể sử dụng các cái mẫu câu này. Và sau mỗi cái mẫu câu mẫu này thì cô cũng đã có một cái đoạn văn mẫu nhỏ để các con tham khảo trong cái bài của mình. Phần ID 2 thì cũng như vậy thôi, nhưng mà nó khác ở chỗ là con phải thêm các từ nào, các cái liên từ, ví dụ như là then, next, let's move on to, nghĩa là còn bây giờ thì tới phần gì đó ha. Rồi các con có thắc mắc gì trong cái phần part 2 này không, trong cái phần body này không, các con có cái gì muốn hỏi không? La 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 ơi, con không hiểu chỗ nào con hỏi cô nha. Phần body sẽ có hai phần là ID 1 và ID 2. ID 1 thì có các mẫu câu này. ID 2 thì có các mẫu câu này. Con có hỏi gì không La La? Các bạn Nào. mở mic lên nào. Sao từ lần Rồi. Thì đây cũng là một cái đoạn nhỏ nhỏ để các bạn tham khảo hơn. Và cuối cùng là phần kết luận. Phần kết luận thì mình phải tóm tắt lại hai cái ý vừa rồi mình vừa nói. Sau đó là nêu cảm nghĩ của mình về cái loại trái cây đó. Và cuối cùng là không quên là cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Rồi, Quang Phúc ơi. Quang Phúc. Yes. Con nói lại cho cô biết là trong phần kết luận á, thì mình cần phải có những cái ý gì không? Trong bài thuyết trình của mình thì mình cần nói gì không? Đầu tiên là mình phải tóm tắt. Cảm xúc cá nhân. Và mình nêu cái gì đây con? Mình nêu cái cảm xúc cá nhân của mình nè, và sau đó lại gửi lời cảm ơn tới khán thính giả ha. Và đây cũng làm những cái mẫu câu đây, mẫu câu cho phần summary thì có những cái như này, là ví dụ như là con có thể nói là vâng, đó là những gì mà tôi đã trình bày, hoặc là vào phần kết luận là dùng cái mẫu là in conclusion, nó rất là hay nè. Hoặc là các bạn cũng có thể đặt một câu hỏi luôn là what do you think about gì đó after my presentation, bạn nghĩ gì về quả sầu riêng sau cái bài thuyết trình của tôi chẳng hạn. Hoặc là mình cũng có thể nhắc lại các cái ý chính mà mình đã nói ở phần thân bài ha. Thì đây cô cũng cho các bạn một đoạn văn mẫu để đọc thử đây. Còn phần cảm nghĩ thì to be honest có nghĩa là thành thật mà nói, hoặc là I personal think, đó có nghĩa là tôi, cá nhân tôi nghĩ rằng, in my opinion có nghĩa là theo quan điểm của tôi thì các con có thể nói là theo tôi, cá nhân tôi nghĩ thì quả sầu riêng nó như thế nào đó, hoặc cái quả gì đó nó như thế nào đó. Thì các con có thể dùng những cái mẫu câu này. Đây, ví dụ như cái chỗ này ha. Cô chọn cái cấu trúc là I myself really gì đó, thì bản thân tôi rất là yêu thích trái sầu riêng, không chỉ vì cái độ nổi tiếng của nó mà còn bởi vì cái những cái giá trị quý giá của nó nữa.
Và chỗ này cô dùng cấu trúc là to be honest nè, có nghĩa là thành thật mà nói thì tôi rất là thích cái trái sầu riêng này. Còn bạn thì sao? Đúng không? What about you? Các con có thể đặt câu hỏi là what about you? Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về trái, về cái loại trái cây này? Rồi. Đây, cô có làm một cái slide mẫu cho các bạn luôn, để các bạn tham khảo. Phần introduction các bạn có thể nói là đồ ăn á thì đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta, nên chúng ta cần phải lựa chọn những cái thực phẩm tốt cho sức khỏe để mà ăn. Rồi mình dẫn vào luôn là trái cây á thì nó rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, bởi vì nó giàu vitamin, chất xơ và chất khoáng. Và hơn nữa, chúng còn có nhiều hương vị và nhiều mùi vị, mùi hương khác nhau để lựa chọn. Và cái trái cây mà tôi yêu thích nhất đó chính là quả sầu riêng. Nó còn được mệnh danh là King of Fruits. Thì những tất cả những cái phần introduction này á, thì cô cũng đã cung cấp cho các bạn những cái sườn ý này, cái sườn bài outline này, và đi vào từng phần cũng có những cái mẫu câu sẵn cho các bạn lựa chọn luôn ha. Và sau mỗi phần cô cũng đều cho các bạn một cái đoạn mẫu để tham khảo luôn. Ok, tiếp theo mình có thể nói là mình đi vào phần thân bài. Mình có thể đi vào phần thân bài, mình có thể nói là và đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết một số cái sự thật hay ho, một số sự thật thú vị về cái loại trái cây này. Đầu tiên, quả này, cái từ durian này trong tiếng Malaysia có nghĩa là sừng hay còn gọi là gai. Trong tiếng Malaysia, durian có nghĩa là gai, và nó phân bố chủ yếu ở Malaysia, Indonesia và Singapore. Đó, các bạn có thể nói như vậy, triển khai từng ý nhỏ. Trong ý lớn có những ý nhỏ là nguồn gốc, lý do tại sao nó có tên là durian nè, rồi xuất xứ của nó ở đâu, phân bố ở đâu. Hoặc là bạn cũng có thể nói là cái múi sầu riêng này được gọi là cái thịt bên trong sầu riêng được gọi là múi, gọi là flesh hoặc là adro. Là mùi hương của sầu riêng thì cũng có một cái tên riêng của nó là odor. Odor, đọc giống odor luôn á. Và một trái sầu riêng có thể nặng tới 8 kg. A durian can weigh up to 8 kg. Và một cây sầu riêng thì có sẽ sau có tuổi thọ từ 80 đến 150 năm. Và kết thúc cái phần này á, các bạn có thể chêm vào một câu, đó là thật là thú vị phải không nào, để kích thích, để giữ chân người nghe trong bài thuyết trình của mình ha. Tiếp theo, để qua phần B thì cô nãy cô cũng đã giới thiệu cho các bạn những cái mẫu câu để chuyển sang phần 2, là ví dụ như là còn bây giờ thì chúng ta hãy đến phần tiếp theo, đó là and now let's jump into the next part that is how to eat durian. Okay, how to eat durian. Thì đây các bạn có thể liệt kê vô vàn những cái món ăn mà chế biến cùng với món sầu riêng. Ví dụ đây là gì các bạn? Ice cream nè. Còn đây là juice. Đây là sweet soup đúng không? Các bạn mở mic lên hết đi nào. Đừng tắt mic. Okay, I can help you as a principal, Miss Kelly. So now everyone, look at this. Đang nói tiếng Việt đúng không? Okay. Rồi các con nhìn nhá. Bây giờ chúng ta vừa rồi là cũng được cô Kalin là trình bày qua là chúng ta có cái cách một cái chủ đề như thế nào.
Và bây giờ là cô đang hướng dẫn các con vào một cái chủ đề mà nó sâu hơn, nó cụ thể hơn, đó chính là một loại trái cây, đúng không? Food thì chúng ta có gì nào? Thức ăn, đúng không? Có thể là nói về thịt này, món thịt gì đấy, là một cái uống gì đấy cũng được nhé. Tuy nhiên về cái bài hôm nay á thì cô là chọn một cái loại trái cây rất là đặc biệt và nó rất là thú vị đấy, và khi mà nhắc đến á thì mọi người nhớ đến liền, đó chính là durian, là gì, là sầu riêng, đúng không? Thì tất nhiên là khi mà mình chọn một cái loại mà trái cây mà nó đặc biệt thu hút người nghe, đúng không, thì con được nghe về một cái loại trái cây như vậy á, hay là người lớn hay là những cái người nghe của con nghe một loại trái cây rất đặc biệt á, thì khi đó bài bài của con sẽ được tương tác cao hơn, sẽ được thu hút hơn, sẽ được nhiều người xem hơn, sẽ được mọi người là chú ý hơn đấy, như vậy cái bài của mình sẽ hay hơn, đúng không? Thì bên cạnh cái việc chọn chủ đề hay thì làm sao triển khai hay, bây giờ chúng ta đi vào chi tiết nhé. Rồi mời cô Kalin show màn hình vào cái phần hướng dẫn cụ thể ở phần durian. Phần này là hồi nãy giờ là em giới thiệu cho các bạn rồi, các cái xuồng rồi mẫu câu cấu trúc như thế nào là em cũng giới thiệu rồi anh Hiếu. Đó mình qua phần durian đi. Đấy. Rồi bắt đầu lại phần durian luôn đi. Durian thì Ok. hồi nãy là em cũng chỉ các bạn là làm sao để vào nói các cái facts about durian rồi. Ok. Rồi xuất xứ tại sao là nó có cái tên Đấy. durian ở Malaysia thì tiếng tiếng Malaysia durian có nghĩa là gai là sừng. Các bạn cũng giới thiệu là nguồn gốc tại sao có cái tên gọi này, rồi phân bố ở đâu, Đấy. phân bố ở ba nước nào. Đấy thì các con khi mà nghe cô giải thích như vậy ấy, thì các con cũng cố gắng ứng dụng vào, có nghĩa là gì? Ví dụ như con không muốn nói về sầu riêng, con muốn nói về durian. Ví dụ như con muốn nói về một trái như gọi là thanh long đi. Đấy, trái đặc biệt của Việt Nam hay là một loại quả mà đặc sản ở quê con. Đấy, thì các con cũng là có thể áp dụng. Đấy, ví dụ như là sao nó có tên như vậy? Đấy, nó xuất xứ ở đâu? Đấy, nó có mùi như thế nào, ví dụ như là durian, the smell of durian is called odor, đấy thì nó sẽ có những cái đặc biệt như vậy khiến cho cái bài mình nó trở nên là chi tiết và cụ thể hơn đấy. Vậy thì bên cạnh những cái màu sắc, mùi vị hay là những cái đặc trưng về nguồn gốc của nó, thì các con có thể nói về là cân nặng này, và một một cái gọi là vòng đời của nó đấy. Thì một trái như vậy, thì một cái cây như vậy ấy, thì nó có thể sống được bao lâu chẳng hạn đấy, những cái thông tin chi tiết này để làm gì, khi mà chúng ta áp dụng vào bài ấy, nó sẽ giúp cho người nghe cảm thấy thú vị và tò mò, tức là khi mà chúng ta đưa ra những cái thông tin mà người khác không biết ấy, thì sẽ tạo ra cảm giác tò mò và thú vị hơn khi mà xem tiếp, không bị nhàm chán, đúng không nào? Thì đó là một cái cách cho các con có thể là áp dụng vào cái bài thuyết trình của mình. Đấy, chúng ta nói một cách chi tiết được không nào? Đấy, rồi bây giờ chúng ta nói sang một phần khác. Bây giờ nói đến food là phải ăn, đúng không? Đấy, đã gọi là food rồi thì phải ăn chứ. Đấy, fruit thì cũng vậy, chúng ta phải ăn chứ. Thì bây giờ ăn như thế nào cho nó đặc sắc, ăn như thế nào cho nó hay, sao cho nó thu hút? Đấy, thì durian, ngoài cái phương thức là ăn trực tiếp, chúng ta có thể chế biến nó rất rất là nhiều thứ, như ice cream hay là gì, này là gì, Choose. everyone is Please. đúng rồi, đây là một cái dạng gọi là sinh tố hay là nước Nhìn mặt em mua mặt thì nè. ép ha, đấy, hay là đây một món chè rất đặc biệt, món chè thì Thái, hay là chè sầu riêng đấy. Ngoài ra có rất là nhiều món khác. Thì tại sao thầy muốn hướng đến những cái này? Khi mà các con muốn áp dụng vào thức ăn, các con có thể show ra hình ảnh. Đó. Hình ảnh về các loại món ăn từ thức ăn mà các con đang trình bày. Ví dụ như là con bảo là con muốn thuyết trình về vải, thì con
đưa ra một những cái thức ăn tiêu bản như là chè hay là nước ép hay là sinh tố chẳng hạn. Đấy, rất là nhiều hình ảnh liên quan. Để làm sao? Để làm cho bài thuyết trình của mình sinh động hơn. Đấy, không chỉ nói mà còn có hình ảnh. Đấy. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có những cái loại thức ăn như là bánh. Đấy, rất là nhiều loại ha. Đấy, thì so I have a question for you, Nami. So what is your favorite food, or what is your favorite food that you use in your presentation? Is orange. Orange, right? So what are you going to talk about that kind of food? Orange, you told me about. So what? Which you can imagine about the mama, which has many branches in there, and you can apply this instruction from Miss Kelly. Đấy, vậy thì khi mà con muốn nói về cái cam ha, đấy con có thể là áp dụng vào, nhưng mà quê của con ấy, so where's your hometown? It is Hitchy City, Phú Thọ Province. Is it famous for orange? Don't You don't know. Khi mà con, nếu mà con có thể nói về một loại trái cây mà nó nổi tiếng ở quê của con thì nó là hay hơn nữa. Tuy nhiên, nếu mà con đã thích một loại trái cây nào đó thì con có thể có nhiều ý để con nói, đúng không? Thì ví dụ như bây giờ con nghĩ về là trái cam, đúng không? Con có cái điểm gì đặc biệt để mà nói ra thu hút mọi người ngay? Con nghĩ về trái cam đi. Đấy, trái cam mà con đang chuẩn bị nói ấy, có điểm gì đặc biệt để con nói ra mọi người đều thích nghe, đều thú vị? Bây giờ con nói thử nào. Chứ bây giờ con nói là trái đó màu cam, nó có vị hơi chua ngọt ngọt hay là có vitamin C thì rất là bình thường, đúng không? Bây giờ con có cái gì nói, nghe thử xem nào. I Ví dụ nhé, vỏ cam chúng ta có thể làm thức ăn đấy, đúng không nào? Hay là nó có thể dùng trên xe buýt để mà giúp mọi người giúp cho người đi xe đỡ bị say xe. Đấy, chúng ta có thể áp dụng những cái rất là mới, có không không mới với mọi người nhưng mà rất là mới trong cái bài thuyết trình. Đấy, những cái điều là lạ như vậy thì giúp bài nói của con sẽ hay hơn. Đấy, hoặc là nếu mà phần fruit thì nó ít quá để nói thì con có thể nói một cái món ăn mà ở quê của con chẳng hạn, đặc sản của quê con. Đấy, rất là nhiều thứ hay. And how about you, là món ăn hay là trái cây hay là gì con sẽ muốn nói trong bài nói của con nào? Là you turn on your microphone, I cannot hear you. Là ao mất tiêu rồi. Quang Phúc ơi, John ơi, món ăn nào hay là trái cây nào con sẽ nói đấy? Strawberry. Strawberry. What is the most interesting thing in your presentation about strawberry that you will talk to everyone? Cái điểm mà thú vị nhất mà về cái loại trái cây mà con thích đó là strawberry, thì con muốn nói, con sẽ nói với mọi người là như nào? Có điểm gì đặc biệt về cái loại trái cây đó không? I don't know. Ok, con sẽ về tìm hiểu sau nhé. Đấy, và nhờ cô Kalin show lại và nói cái sườn cho các bạn chúng ta nắm thêm nhé. Rồi, cái sườn của chúng ta là gì? Chúng ta rồi bây giờ chúng ta củng cố lại nhé. Rồi, về bài thuyết trình của chúng ta, lưu ý rằng là giới hạn thì theo thầy chúng ta cứ nói thoải mái. Tuy nhiên, để mà có một cái bài thuyết trình chất lượng ở độ tuổi các con thì nên giới hạn ở tầm trong vòng 5 phút nhé. Tuy nhiên, nếu mà con có thể thuyết trình nhiều hơn, không 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 có là giới hạn nhé, các con cứ thoải mái nhé. Rồi thì chúng ta chuẩn bị như là mind map này đấy, con có thể là sử dụng mind map để thuyết trình. Gì nữa nào? PowerPoint là một ứng dụng trình chiếu
À, có thể dùng tranh các con vẽ hoặc là tranh ảnh gì đấy cũng được. Và à, có vật mẫu. Ví dụ như là giới thiệu về trái cam đúng không? Con có thể cầm trái cam nói này, đúng không? Đấy. Rồi sau đó thì những cái phần chi tiết thì cô Kelly cũng đã là hướng dẫn cho các con rồi. Thì bây giờ thì các con có câu hỏi nào có thể hỏi thầy với cô nhé. Do you have any questions for me and Miss Kelly? Okay. And if you don't have any questions for me, I think that's good enough for the lesson today. And it's time to say goodbye. Oh, I'm sorry, Miss Kelly, do you have anything to talk to our two students? Yes. I really hope that you guys will have a perfect presentation in the future, and I hope that my cooperation can contribute to your success. Yes. And if you have any question, just ask me right now or Okay, so deadline in 20. Yeah, and I think we just have 2 days left to prepare for the presentation. Good luck, everyone. So, Okay, good luck. to say goodbye and have a good night. See you. Good night. Good See you. night, Nami. Goodbye, John. Night, guys. And thank you, Mr. Hugh, for helping me. My Yeah, throat. that's my pleasure. Bye bye. Goodbye. Throat. Goodbye. Please stop recording.